Vâng, xin chào các anh chị, lại là tôi đây, tôi là Phan Anh và hôm nay tôi sẽ lại dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái file tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh bán hàng ngành hàng mỹ phẩm. Vừa rồi thì tôi đang đào tạo cho khoảng 10 doanh nhân là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì trong đó có một bạn học viên của tôi đó muốn đưa một cái sản phẩm từ Nhật về. Và bạn nói là thầy có cái bản kế hoạch kinh doanh bán hàng nào cho ngành hàng mỹ phẩm hay không thì thầy cho em xin. Và thì tôi đã làm cho bạn ấy một cái mind map, sơ đồ tư duy, xuất ra bản PDF và xuất ra bản Word rất là kỹ, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng cho ngành hàng mỹ phẩm. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là chuyên gia marketing hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử và marketing điện tử từ năm 2008 tới nay. Và nếu như các anh chị và các bạn có bất kỳ những cái câu hỏi nào hoặc bất kỳ những cái yêu cầu nào về đào tạo, về tư vấn, về chiến lược, về kinh doanh thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty PA Marketing hoặc là tôi là Nguyễn Phan Anh. Được chưa ạ? Vâng, và để không mất thời gian của anh chị nữa thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Ở đây thì như tôi đã làm cho các anh chị và các bạn một cái sơ đồ cây. Các bạn có thể nhìn thấy là rất là dài, rất là chi tiết. Vâng. Đến nỗi là bạn ở bên Nhật bạn nói là úi rồi em làm này không xuể luôn. Vâng, thế thì quan điểm của tôi là như thế này ạ. Trong kế hoạch kinh doanh của tôi, quan điểm là mình phải làm rất là chi tiết, mình phải làm rất là kỹ thì mình mới biết được là mình đúng, mình sai, mình có thể thắng được bao nhiêu phần trăm. Nếu mà mình làm hời hợt, ôi em định kinh doanh mỹ phẩm thế này thế kia thì nó đơn giản quá và rất là khó để các bạn có thể thành công được. Đây là chúng ta sẽ thấy là đây là một cái kế hoạch kinh doanh marketing bán hàng cho lĩnh vực mỹ phẩm. Và nếu mà các bạn đang theo dõi video này, các bạn còn muốn lấy một cái file này thì các bạn có thể mail cho tôi hoặc là vào website pamarketing.vn để tìm. Được chưa ạ? Tôi sẽ có cái bản PDF và bản Word này cho các bạn. Đầu tiên, số 1 đấy là chúng ta sẽ nói về bán sản phẩm gì? Mỹ phẩm đúng không? Mỹ phẩm. Rồi. Thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu bán sản phẩm gì đấy, thấy chưa? Thế thì ở đây tôi đặt ra câu hỏi là bây giờ mỹ phẩm là sản xuất ở trong nước đó, hay là các bạn nhập khẩu, đấy, các bạn là nhà phân phối hay là các bạn nhập hàng và trở thành đại lý, đấy, rồi thì các bạn bán hàng online, mô hình kinh doanh dự kiến của bạn là gì, thương hiệu mà bạn định làm là nó mới hay là nó lâu rồi, nó có tên tuổi hay chưa có tên tuổi, đấy. Thí dụ như các bạn thấy là sản xuất trong nước đúng không ạ, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đi gia công hay chúng ta tự sản xuất hay chúng ta nhập về, cái nguồn hàng của chúng ta như thế nào. Thì hiện nay cái mỹ phẩm ở Việt Nam nhìn chung là cái chất lượng nó vẫn còn là một cái dấu hỏi và nó có thể là nó cũng chưa thể bằng tốt được so với những hãng như là ở Nhật Bản, ở châu Âu, ở Mỹ hay là ở Hàn Quốc vân vân. Tất nhiên thì ở đâu cũng có hàng loại này loại kia, định vị khác nhau. Nhưng mà cá nhân tôi thì thấy rằng là các cái mặt hàng mỹ phẩm trong nước thì nhìn chung cái chất lượng và cái độ an toàn của sản phẩm là rất khó kiểm định. Đó. Cho nên là khi các bạn lựa chọn kinh doanh các sản phẩm trong nước thì các bạn hết sức chú ý về điều này. Tuy nhiên thì ưu điểm của việc là các cái sản phẩm sản xuất trong nước thì là cái biên độ lợi nhuận rất là cao. Hiện nay thì rất nhiều các cái boss mỹ phẩm có thể chiết khấu cho khách hàng của mình, cho đại lý của mình lên tới 60, 65, thậm chí là lên tới 70%, một cái con số rất khủng khiếp đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà Việt Nam thì cũng đã sản xuất được một số những cái dòng hàng mỹ phẩm và có những cái chất lượng nhất định, phụ thuộc vào chất lượng các bạn đặt, rồi thì cái thành phần, rồi cái phương pháp, rất nhiều người trưng ra những cái nhà máy lớn nọ kia nhưng thực ra thì bên trong nó chỉ có mấy cái máy thủ công đơn giản thôi. Tôi cũng đã đến tham quan một số nhà máy mang tiếng là nhà máy nhưng mà máy móc hết hết sức là đơn giản thô sơ thôi. Thế còn nhập khẩu thì chúng ta phải chú ý là nhập khẩu quốc gia nào đúng không ạ, hãng nào đấy, hãng nào đấy, rồi thì chúng ta phải lưu ý là nhập khẩu thì hàng nó cũng uy tín, nó cũng tốt, nó cũng chất lượng, thế nhưng mà nó cũng sẽ có nhược điểm là giá nó sẽ bị cao và cái việc xâm nhập thị trường của mình là sẽ rất là thử thách, sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Chưa kể đến là mỹ phẩm bây giờ rất là cạnh tranh đúng không? Còn nếu mà chúng ta định làm nhà phân phối đi nhận lại thì
chúng ta cũng đặt ra câu hỏi là của hãng nào, nhãn hàng nào, đơn giá bán buôn bán lẻ chiết khấu ra làm sao, đúng không, vân vân. Chúng ta quan tâm đến những cái điều đó. Thế còn chúng ta nhập về để chúng ta vào trở thành đại lý, hoặc là chúng ta đi phân phối, tìm các cái nhà phân phối, chúng ta phải xác định được mô hình kinh doanh của chúng ta, bán buôn hay bán lẻ, đúng không ạ, hay cả hai, bán lẻ trực tuyến, có phát triển chuỗi hay không, có làm cái mô hình dạng là mô hình cộng tác viên bán hàng online, hay là phát triển các cái đại lý thông qua những cái mô hình boss hay không, đúng không? Vâng. Thế thì thương hiệu đấy là thương hiệu như thế nào, chúng ta phải có cái sự nghiên cứu và cái lợi thế của chúng ta là gì. Thì vừa rồi là cái bạn học viên đấy đã đang muốn là tôi tư vấn cho bạn ấy đưa một cái sản phẩm là collagen dưỡng da, nhưng mà chiết xuất từ cá koi của Nhật Bản. Và cái nhà máy này cũng là một cái nhà máy rất lớn, chuyên gia công cho những hãng rất lớn tại thị trường châu Âu và Mỹ. Thì bạn ấy có nói với tôi như vậy, thì tôi bảo là ồ, rất là tuyệt vời. Như vậy là về chất lượng thì chúng ta rất là yên tâm. Thế nhưng còn về giá cả rồi thì cách thức làm thì chúng ta sẽ thấy là cũng sẽ khó khăn, bởi vì là thương hiệu mới mà xâm nhập thị trường rất là khó khăn các bạn nhé. Vâng. Rồi tiếp theo đấy là trong chúng ta sẽ phải vẽ chân dung khách hàng. Ví dụ như là khách hàng của chúng ta là bán buôn hay bán lẻ thì chúng ta phải vẽ chân dung ra. Chân dung ở đây thì bao gồm có nhân khẩu, là sở thích, hành vi và quan tâm đến thu nhập của khách hàng. Thế thì cái phần vẽ chân dung chi tiết này thì chúng ta có thể xem thêm các cái video khác của tôi, hoặc là trong phần dưới cái phần mà vẽ nhân khẩu chi tiết thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Nhà nó có 3 phần là nhân khẩu, sở thích, hành vi và thu nhập. Đó. Khách buôn là B2B và khách lẻ là B2C, đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ định giá sản phẩm. Thì chúng ta sẽ định bán với giá mức bao nhiêu? Bao gồm là định giá bán lẻ này, định giá về lợi nhuận này, rồi định giá bao gồm các cái phần khuyến mại này, phần phân phối, tuyển đại lý, đấy gọi là chiết khấu đấy, đúng không ạ? Các cái chương trình bán hàng rồi chi phí thương mại. Ví dụ như là điện, nước, mặt bằng, nhân sự, rồi tồn kho vân vân, rất nhiều các khoản chi phí. Cho nên ví dụ như bạn nhập được giá là 1 thì có khi giá bán lẻ của bạn phải là 3, phải là 4 đấy, thì bạn mới có thể bù đắp được chi phí nếu như bạn phát triển chuỗi. Còn nếu bạn nhập về bạn tự bán online thì có thể bạn nhập giá 1, bạn bán giá 1.3, 1.5 là đã có thể được rồi nhá. Chúng ta định giá dựa trên thương hiệu, định giá trên sự khác biệt về sản phẩm, về dòng hàng, về uy tín thương hiệu vân vân. Đó, cái mức tham khảo. Và chúng ta phải chạy mô hình về mặt Excel để xem là với một cái sản lượng nhỏ thì định giá như nào, với một cái sản lượng lớn thì định giá như thế nào, chứ không phải là chúng ta cứ định giá tùy ý đâu nhá. Rồi, chúng ta sẽ định bán đa dạng mặt hàng hay chỉ bán một hoặc là một số sản phẩm cụ thể. Đấy, thí dụ như là cũng có những người, người ta chỉ bán một cái sản phẩm là viên uống đẹp da thôi, hay là cái sản phẩm là chỉ bán một sản phẩm duy nhất thôi, nhưng mà doanh thu của người ta cũng có thể lên đến là 6-70 tỷ, thậm chí 100 tỷ một tháng. Đấy. Mà bây giờ các cái kênh bán hàng online nó cho phép chúng ta tiếp cận rất là tốt. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là tại sao chúng ta lại chọn cái sản phẩm này và cái dòng hàng này, đúng không ạ? Cái thương hiệu này, cái doanh nghiệp này, chúng ta phải đặt ra những cái câu hỏi như vậy nhá. Và mô hình chúng ta dự kiến phân phối hay là bán lẻ như thế nào. Chúng ta phải lưu ý về USP, tức là Unique Selling Point, tức là những cái điểm khác biệt trong bán hàng là gì, những cái điểm khác biệt của sản phẩm, điểm khác biệt của sản phẩm trong bán hàng, đúng không ạ? Thí dụ như là đây là cái nhà máy sản xuất cho những cái hãng mỹ phẩm lớn nhất như là Gucci, như là Dior, hay là các cái hãng cao cấp như là Marc hay Chanel vân vân. Thì đây chính là một unique selling point lớn, đúng không ạ? Rồi có những cái công thức rất là tuyệt mật, có những cái vùng nguyên liệu rất là tốt, nhà máy quy mô hàng nghìn hecta, tôi nói thí dụ như vậy, công nghệ tốt nhất của Nhật Bản, công nghệ tốt nhất của Cộng hòa Liên bang Đức, ok, kiểu như vậy, thì chúng ta phải liệt kê ra để chúng ta xác định, đúng không? Đó, vì làm kinh doanh mỹ phẩm là một cuộc chiến rất dài hơi, và nếu thành công thì chúng ta sẽ thấy rằng là lợi nhuận rất khủng khiếp. Đấy. Lưu ý về chất lượng, lưu ý về giấy phép lưu hành sản phẩm và các cái vấn đề về pháp lý, ví dụ như là nhập hàng chính ngạch, rồi thì đóng thuế, rồi thì xin giấy phép vân vân, chứ không là chúng ta bán được một thời gian là chúng ta sẽ có thể có nguy cơ là bị các cái cơ quan công an bắt về tội là buôn hàng giả, buôn hàng lậu vân vân. Đó. Tiếp theo là lợi thế mà chúng ta là gì, ví dụ như là mặt bằng chúng ta có, tài chính chúng ta có này,
khả năng về thu hút cộng đồng chúng ta có là chúng ta là một boss, chúng ta là một leader, chúng ta là một CEO nổi tiếng, hay chúng ta là một hot Facebooker, một cái hot TikToker vân vân, thì chúng ta có nguồn hàng, chúng ta có nguồn đại lý, chúng ta có hệ thống bán, thì chúng ta phải liệt kê những cái này ra. Có những bạn bây giờ bạn ấy có hệ thống bán thì bạn ấy cứ đưa thêm sản phẩm vào, bạn đưa thêm sản phẩm vào rất là tốt thì bạn đều bán được. Thì xác định rất kỹ cái lợi thế này. Đó, sau đó chúng ta phải phân tích lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Rồi, ok, đây là cái phần video, phần bài giảng, phần slide hay là phần mind map được thiết kế và được giảng dạy và chia sẻ bởi tôi. Và các bạn có thể liên hệ với tôi qua những cái địa chỉ như này. Ok, được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục đến cái nhánh thứ hai là cái tên thương hiệu, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhập về thì thương hiệu của họ rồi. Còn nếu không thì chúng ta có thể đặt tên thương hiệu của chúng ta, đúng không ạ? Vì sao chúng ta lại chọn cái thương hiệu như vậy? Bao bì nhãn mác ra làm sao? Kênh bán như thế nào? Đó, đúng không ạ? Chọn màu sắc. Thí dụ có những bạn bạn ấy bán hàng livestream trên Facebook, trên TikTok vân vân. Thì bạn ấy có thể là đặt hàng ở Hàn Quốc về, bạn ấy sản xuất, bạn ấy đặt trực tiếp về, sau đó bạn ấy livestream, bạn ấy bán rất là tốt. Doanh số có thể bán được vài tỷ một tháng chứ không phải đùa đâu. Bởi vì bạn ấy có lợi thế về kênh bán rồi, đúng không? Thì lúc này bạn ấy chỉ cần chọn tên, chọn thiết kế logo, nhãn mác rồi slogan rồi xác định là sản xuất ngành sản phẩm của mình, độc quyền của mình rồi, đúng không ạ? Và ký hợp đồng phân phối độc quyền hoặc là vân vân. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích vào khách hàng mục tiêu, vẽ chân dung khách hàng mục tiêu rất là chi tiết. Đó. 1.3 đấy chưa? Chúng ta xác định là bán buôn hay bán lẻ. Đó, một bán buôn như thế nào, bán lẻ như thế nào. Đấy, được chưa ạ? Và có mở cửa hàng hay không? Đấy, rồi thì theo mô hình như nào, chúng ta xác định hết và chúng ta phải vẽ sơ đồ phân phối ra. Giới tính thì khách hàng là nữ rồi. Nam giới ở Việt Nam thì cũng ít sử dụng mỹ phẩm không như Hàn Quốc, đúng không ạ? Khu vực địa lý chúng ta sẽ bán trên toàn quốc và tập trung vào những tỉnh thành nào. Vì sao? Bởi vì chúng ta mới mà, chúng ta không thể nào mà chúng ta vươn hết cả cả quốc gia được ngay. Đấy, tuổi của khách hàng, đúng không ạ? Ví dụ như trong nhóm tuổi nào, nếu mà dạng là mỹ phẩm cao cấp thì nói chung là cứ phải tầm độ ngoài bình quân, cứ phải ngoài 22 đến khoảng độ 50, thậm chí là cao hơn nữa, đúng không ạ? Từ 28 đến khoảng 50 thì cái nhóm khách hàng này là nhóm khách hàng sẽ chịu chi và có thu nhập tốt. Đấy, công việc gì, nhân khẩu học đấy, đúng không ạ? Mức thu nhập ra sao, sở thích trực tiếp liên quan đến sản phẩm, sở thích gián tiếp liên quan đến sản phẩm, cái mức giá họ quan tâm, đúng không ạ? Cách mua hàng của họ như thế nào, mua online, mua livestream hay là thích bao bì nhãn mác hay là được bảo hành bảo trì hay là được hỗ trợ vân vân. Đấy, rồi uy tín thương hiệu ra làm sao, bởi vì có những cái thương hiệu là mình sẽ không dễ dàng gì mình ra quyết định mua nếu như mình không tin tưởng nó, các bạn hiểu chưa ạ? Đấy, rồi các cái sở thích gián tiếp khác như là du lịch, như là yoga, như làm đẹp vân vân, bởi vì là đã liên quan đến mỹ phẩm thì những cái sở thích có liên quan như vậy họ cũng sẽ có những cái mối liên quan rất là mật thiết với nhau. Họ mua hàng theo những kênh nào và những cái khoảng thời gian như nào, ví dụ như kênh Facebook, kênh web, kênh TikTok, kênh Zalo, kênh sàn. Đấy, kênh shop hoặc là các kênh affiliate. Đấy, chúng ta cũng có thể phát triển cả những cái kênh affiliate nữa, gọi là tiếp thị liên kết, đúng không? Thế thì khi chúng ta nghiên cứu xong thì chúng ta sẽ dồn tiền, dồn nhân sự, dồn ngân sách vào những cái kênh này cụ thể, bởi vì làm bây giờ nó cũng rất là khó, đúng không ạ? Cứ nói là kênh như thế thôi nhưng mà làm rất là khó. Đấy, lý do vì sao họ mua hàng, ví dụ như là mỹ phẩm có thương hiệu, có chất lượng, có sự an toàn, có sự kiểm định và có tác dụng thực sự đối với người tiêu dùng, tác dụng đối với làn da, đối với cái sự tự tin của họ vân vân, giúp da đẹp, giúp da mịn, giúp da trị mụn thành công vân vân. Đấy, có thể là cần mua, cần làm những cái gì đó, đúng không ạ? Được làm khen xinh xắn hơn, đấy, vân vân. Mua trong những cái dịp nào đó chúng ta phải biết, đúng không ạ? Đấy, vân vân. Nguyên liệu tốt, thương hiệu tốt. Đấy. Và họ thường mua hàng khi nào, ví dụ như khi có lương, có thưởng, hay trước dịp sinh nhật, hay trước khi đi chơi, hay trước khi đi du lịch, hay là đơn giản hết là phải mua, hoặc là mua như một thói quen mua sắm, đúng không?
thì chúng ta biết rằng với mỗi một cái lý do mua, chúng ta sẽ phải có chương trình bán hàng phù hợp với họ đó. Hay là họ sợ là một ngày họ bị xấu đi, họ sợ là chồng họ lại thích đi ra ngoài tìm kiếm những cái người phụ nữ mới, đúng không? Họ không cảm thấy tự tin về sắc đẹp, đúng không? Rồi thì họ lại sợ là xã hội có những cái chuyện như là lòng xào dưa rồi hải sản Tây Ban Nha kiểu kiểu như thế, đúng không? Và đặt ra câu hỏi làm sao mà có thể thu hút họ nhanh nhất với chi phí rẻ nhất và hiệu quả nhất, chúng ta phải đặt câu hỏi. Đấy, và khi đó chúng ta trả lời được thì chúng ta sẽ hoàn thành được bản kế hoạch kinh doanh rất là hoàn hảo, đúng không? Đấy, rồi các dòng sản phẩm chúng ta chọn là những cái gì? Ví dụ như là mỹ phẩm dưỡng, mỹ phẩm điều trị, mỹ phẩm này kia. Đấy, số lượng, mẫu mã, rồi thì hình ảnh sản xuất tối thiểu là bao nhiêu, các chi phí sản xuất bóc tách hoặc là chi phí thương mại bóc tách nhá. Nếu mình sản xuất rồi thì mình nhập về cái này mình biết, còn mình chỉ tính chi phí thương mại thôi. Còn nếu mình sản xuất thì mình sẽ có lợi hơn, mình sẽ định giá được. Đấy, các cái loại dòng sản phẩm như là kem tẩy tế bào chết, kem trị mụn, kem dưỡng da, toner, serum gì đó, đúng không? Sữa rửa mặt, kem chống nắng. Đấy, rồi thì kem trị thâm, kem trị nám, kem chống nhăn, rất nhiều các loại. Đấy, rồi thì kem chống dạn, cũng là dạng, đấy là dạng mỹ phẩm có điều trị, đúng không ạ? Rồi thì trị những loại khác nữa, vân vân. Số lượng sản xuất như thế nào, mẫu mã bao bì ra làm sao, đơn vị sản xuất là ai, thương hiệu là gì, nhà máy đặt ở đâu đó. Rồi nếu mà chúng ta đặt sản xuất thì chúng ta lưu ý làm việc với các nhà máy, đúng không ạ? Đặt sản xuất như thế nào, mức giá tối thiểu ra làm sao, năng lực máy móc, nhà xưởng, công nghệ, nhiều người quảng cáo quá trời lên nhưng không phải, hợp đồng sản xuất, đặt cọc, vân vân, đúng không? Rất nhiều đơn vị là cứ sản xuất nói là nhà máy GMP mấy nọ kia, nhưng mà chất lượng thì rất là tồi tàn, rất là kém. Rồi thì toàn những nguyên liệu ba lăng nhăng, nguyên liệu tốt thì không có tiền, cho vào thì lại đắt, kiểu kiểu như vậy. Vâng, CQ như thế nào? CQ là kiểm tra chất lượng sản phẩm, KCS đúng không ạ, kiểm tra chất lượng sau bán, vân vân. Đó. Tiếp theo là chúng ta nói về cái góc độ tồn kho, đúng không ạ? Thì chúng ta xác định là tồn kho tối thiểu là bao nhiêu, và tồn kho trong khoảng thời gian là bao lâu, và làm sao mà có thể bán hàng mà không có tồn kho hoặc là tồn kho thấp nhất. Phần mềm quản lý tồn kho là gì, đúng không ạ? Kho hàng đặt ở đâu, đặt ở nhà ai, hợp tác với ai để có thể có hiệu quả, tính phí như thế nào, vân vân. Phần mềm quản lý tồn kho, ví dụ như là có cần phần mềm hay không, nếu có phần mềm thì phần mềm gì, kiểu kiểu như thế. Mức phí là bao nhiêu, hướng dẫn nhân viên cách sử dụng, đây rất là chi tiết nhé. Còn có thể mình bỏ qua, mình không cần đến, mình làm nhỏ, mình không cần đến cái này, mình bỏ qua, đúng không? Nhân viên quản lý tồn kho đó, thậm chí mình cũng bỏ qua luôn, mình tự làm hết, đúng không? Các cái vấn đề cảnh báo tồn kho, phương án để đẩy hàng, bao lâu thì hàng coi là bán chậm, vân vân. Phần mềm cảnh báo là gì đó, vân vân nha. Sau đó tiếp theo là mục số 2, là mục chiến lược về giá, định giá sản phẩm, đúng không ạ? Chiến lược về giá thì chúng ta nên có những cái Excel tính toán chi tiết về giá thành sản xuất, giá thành thương mại, đấy, vân vân, bóc tách ra, đúng không ạ? Gồm giá khuyến mại, vân vân. Đấy, dùng chương trình khuyến mại hàng tháng, hàng quý tặng cho đại lý, ví dụ như là tặng xe hơi. Đấy, bây giờ các boss mỹ phẩm nó toàn nhập 2 tỷ tiền hàng này tặng một xe hơi, bởi vì chiết khấu nó rất là cao. Nếu mà mình thì lại nhập biên lợi nhuận nó mỏng xíu là mình không bán được, mình không cạnh tranh được, đúng không? Nghiên cứu về cấu trúc, về chi phí, ví dụ giá bốn hàng bán, tiền lương, tiền thưởng nhân viên, chi phí quảng cáo bán hàng, chi phí văn phòng, cửa hàng, điện nước, internet, thuế má, vân vân, lợi nhuận, hàng tồn kho, chi phí sản xuất, media hình ảnh và mỹ phẩm thì nó cần rất nhiều những cái hình ảnh đắt tiền, KOL nổi tiếng, vân vân, đúng không? Chi phí khấu hao nhà xưởng, cửa hàng, cửa hiệu, chi phí tái đầu tư phần mềm máy móc, chi phí vốn vay nếu như mình phải đi vay ngân hàng, chi phí xây dựng thương hiệu cho mình, cho cửa hàng,
đó, các cái chi phí khác, mà tất cả điều này phải làm thành Excel, và chúng ta phải có dòng tiền trong dài hạn, vừa đầu tư ngay mà vừa phải nuôi nó, tính điểm hòa vốn, các khoản chi phí như vậy em chia bình quân ra, như vậy thì doanh thu một ngày một tháng là bao nhiêu thì mới đạt điểm hòa vốn, bán bao nhiêu sản phẩm thì mới đạt điểm hòa vốn, kiểu như thế đúng không? Tính điểm hòa vốn là để biết là mình kinh doanh liệu có rủi ro hay không. Còn nếu mà mình tính thấy là điểm hòa vốn nó rất là cao thì chúng ta phải hết sức thận trọng, bởi vì điểm hòa vốn như vậy là khiến cho chúng ta có thể có nguy cơ thua lỗ hoặc là rất là khó đạt được. Tuy nhiên điểm hòa vốn cao thì chúng ta lại nếu mà chúng ta có vốn nhiều, chúng ta trường vốn và chúng ta xác định làm lớn thì chúng ta hãy vẫn có thể ok đúng không ạ? Vẫn có thể tuyệt vời, và chúng ta nhìn ra các kênh phân phối trong trong dài hạn. Đấy. Chúng ta tính toán doanh số dự kiến ước tính trong 12 tháng liên tiếp đó, và chúng ta sẽ chạy một cái bảng Excel tài chính để xem là chúng ta cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu hàng, cần bao nhiêu nhân sự, mở bao nhiêu điểm bán để chúng ta có thể đạt được kế hoạch như vậy, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo TikTok như thế nào, vân vân. Rồi tiếp theo, next, mục số 3 đấy là kênh phân phối và bán hàng. Và cái nhánh màu tím này cũng rất là nhiều đúng không ạ? Đầu tiên là tôi nói về web đúng không ạ? Chúng ta sẽ đầu tiên đầu tư vào website, tên miền, hosting, thiết kế web, tối ưu mobile vân vân. Cho một cái trang mỹ phẩm của mình nhận diện thương hiệu đúng không ạ? Và đăng các hình ảnh bài viết lên trên đó. Thế bây giờ thiết kế một cái trang web như vậy nó có thể tốn tầm 10 đến 20 triệu. Tất nhiên là có thể đắt hơn, rẻ hơn. Nên đây là một con số mình có thể tham chiếu. Đấy, và nếu các bạn mà cần thuê thiết kế về website, tư vấn về thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thì thầy Phan Anh cũng có thể tư vấn được cho các bạn và làm được cho các bạn. Đấy. Tôi thiết kế thương hiệu rất là đẹp, bởi vì và hầu hết những cái đơn vị mà tôi đã thiết kế thì đều họ đều rất là thành công. Đấy. Có thể là cái vía của tôi nó tốt chăng, đều bán hàng rất tốt. Đó. Đấy, rồi thì phải đăng bài, làm SEO, chạy Google Ads, tìm kiếm, phải học hết tất cả những cái thứ này đều phải học. Chạy từ khóa nào, chạy tìm khách bán lẻ hay tìm khách mua buôn đúng không? Thế còn về kênh Facebook, kênh Facebook thì ai chả biết là có fanpage đúng không? Nhưng mà chúng ta phát triển page như thế nào, page trắng tinh của mình bây giờ xây nó rất là khó. Đấy, có bao nhiêu like, đăng bài như thế nào, lượt tăng like như sao, phụ trách kế hoạch chi tiết từng tuần vân vân. Tham khảo các cái page, các web của đối thủ để mình học hỏi, phân tích về hình ảnh, phân tích về sản phẩm, phân tích về cách làm để mình học để làm tốt hơn đúng không? Đấy. Rồi Facebook cá nhân của CEO của cái người bán đó, đăng bài như nào, lịch trình như nào, nếu mà không có tương tác thì sao, không có follow thì sao đúng không? Đấy. Và cũng phải lên kế hoạch xây dựng thương hiệu. Facebook group là các hội nhóm thì có thể thuê mướn các hội nhóm, nhưng mà thuê cũng không hiệu quả đấy. Mà cũng lại phải phát triển hội nhóm của riêng mình cũng lại mất thời gian. Thế thì cái gì không mất tiền thì đều phải mất thời gian đó. Thì chúng ta vẫn phải trả lời cho những cái câu hỏi như vậy, đăng bài rồi có thuê hay không, có đơn hay không đấy, và có thể livestream trong Facebook cá nhân, livestream trong fanpage hoặc là livestream trong group. Chúng ta cũng có thể đăng bài trên marketplace là cái trang giao vặt của Facebook, đăng bài hàng ngày. Đấy, rồi thì chạy quảng cáo nhé. Trên Facebook Marketplace cũng có chạy quảng cáo riêng cho Marketplace. Đấy, thì cái này các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi đào tạo cho các bạn chạy quảng cáo trên Marketplace, Facebook Place rất là hay. Rồi quảng cáo đấy thì nghiên cứu về đối tượng, nhắm chọn mục tiêu, chuẩn bị tài khoản. Hiện nay thì tình trạng tài khoản quảng cáo chết, giá quảng cáo đắt, là fanpage thì bị hủy đăng, hạn chế rất nhiều luôn. Nên là đây là một vấn đề nan giải. Và không dễ dàng gì một chút nào cho các bạn nếu mà các bạn khởi nghiệp, các bạn kinh doanh bất kể ngành nghề gì nhé, không đừng nói là riêng mỹ phẩm. Tôi đã làm rất nhiều các cái video về thời trang này, về mỹ phẩm này, về khởi nghiệp các thứ. Và nếu các bạn có order, các bạn cứ liên hệ với tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Kênh nào là kênh chính đúng không? Phân tích chỉ số, học quảng cáo trên Facebook. Và tất nhiên rồi, học thì tốt nhất là học từ người giỏi nhất, có kinh nghiệm nhất đúng không? Là tôi luôn. Và tôi tự tin về điều đó, các bạn yên tâm ạ.
Tôi chạy quảng cáo Facebook từ năm 2010, đi dạy thương mại điện tử từ 2008 đến bây giờ. Học hành cũng rất là bài bản, chuyên nghiệp. Chắc chắn là điều đấy các bạn có thể nhìn cái file tôi làm, các bạn đã thấy là logic rất là tốt và rất là kỹ và rất là sâu và rất là thực tế, thực chiến, đúng không? Đấy. Media bao gồm hình ảnh, video, bài viết. Đấy, có thuê không, thuê ai, team nào chụp. Bởi vì đối với mỹ phẩm là phải làm rất là đẹp, rất là bài bản và rất là sắc nét, đặc biệt là mỹ phẩm cao cấp. Đấy. Có nhiều người thuê chụp xấu, mất tiền, không đẹp, không biết làm, đúng không? Đấy, chạy quảng cáo thì lại không có tài khoản, không biết chạy, chạy chết đó. Đấy, chuẩn bị các tài khoản cáo, đi mua via, mua thẻ, đi thuê thì thuê ở đâu, phần trăm như nào, chết liên tục thì làm lấy gì ra làm giải pháp, tài khoản bị vô hiệu hóa, bị an chế thì giải pháp là gì. Đấy, xác minh gửi đăng, đúng không ạ? Quảng cáo đắt, tiếp cận không ra đơn thì làm nào, tất cả đều phải có giải pháp nhá, phải có giải pháp. Ok. Rồi, tiếp theo ai chạy, ai làm quảng cáo, ai làm tài khoản, ai chốt đơn, đúng không? Hoặc là tất cả điều này chỉ trong một người thôi, thầy Phan Anh làm hết. Đó. Rồi, livestream Facebook có like không? Like trên nền tảng nào, lịch trình như nào, kế hoạch chi phí ra làm sao? Đấy. Video cũng cần phải lưu lại để mà phát video nguội, phần mềm là gì? Phần mềm livestream như là phần mềm OBS. Đấy. Open Source Broadcast Studio Broadcast gì đó, hay là phần mềm một số những cái phần mềm như là Livestream Shark. Đấy, hoặc là rất nhiều những cái phần mềm hỗ trợ cho các bạn livestream tốt. Rồi vấn đề của livestream là gì? Livestream thì bị khóa like, không có mắt xem, thuê người like tốn tiền, chi phí thuê mà không ra đơn, không phải cứ bật là có người xem đâu, đúng không? Thế còn kênh TikTok thì sao, đúng không? Kênh TikTok thì tôi cũng nói luôn trên này cho các bạn. Hiện nay TikTok có 4 nền tảng chính là TikTok Profile, TikTok Shop, TikTok Ads và TikTok Livestream. Thì trong đó thì chúng ta phải tập trung vào TikTok Profile, tức là TikTok kênh. Chúng ta sản xuất kênh và tăng lượt theo dõi, tăng lượt tương tác với khách hàng và trở thành cái người nổi tiếng trên trên TikTok. Đó. Hiện nay làm TikTok nó rất là dễ, dễ hơn Facebook rất nhiều và dễ hơn YouTube rất nhiều. Các bạn biết là tôi bỏ rất nhiều thời gian ra làm một cái video như này trên YouTube, được lượt xem rất thấp. Nhưng mà các bạn chỉ cần độ một cái video ngắn ngắn, quay một chút thôi, có thể đã có hàng chục ngàn đến cả hàng trăm ngàn lượt xem, thậm chí hàng triệu lượt xem. Đó. Trong khi đó YouTube thì làm video rất chất lượng, thực sự đấy. Các bạn biết là làm cái mind map như này rồi quay video như này mà lượt xem rất thấp. Tức là gì? Tức là tôi khuyên các bạn nên làm TikTok. Nó đang rất là tốt cho các bạn nhá, rất là dễ. Mở TikTok Shop, từ TikTok Shop chúng ta có thể gắn affiliate cho các cái TikTok Shop, TikTok tài khoản khác để người ta bán hàng cho mình. Rồi mình có thể sử dụng profile, mình phát video, mình nhắn tin, sau mình chốt vào TikTok Shop. Mình cũng có thể chạy quảng cáo TikTok Ads vào sản phẩm vào TikTok Shop. Mình cũng có thể làm TikTok livestream, mình phát livestream, xem có kịch bản làm các chương trình rất là hay giống như là Facebook nhưng mà trên TikTok, để chốt đơn trên TikTok Shop. Từ TikTok profile cho đến TikTok ads cho đến TikTok livestream đều đổ về TikTok Shop và cả TikTok affiliate nữa. Đúng không ạ? Affiliate. Đó. Thì sau này nó sẽ có những nền tảng khác nữa nha, thì cả những cái năm cái công cụ này, năm cái nền tảng này của TikTok. À, thì các bạn nhớ rằng cái gốc rễ của TikTok đó chính là TikTok Profile và từ đó giúp bán hàng rất tốt, số lượng đơn hàng rất nhiều hiện nay. Lựa chọn sản phẩm như nào, xây kênh như thế nào, đúng không ạ? Thì tất cả các ngành hàng khác nhưng không phải riêng mỹ phẩm thì các bạn có thể là liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, tham gia các lớp học, tham gia các cái buổi tư vấn, tham gia các chương trình đào tạo in-house, đào tạo public, vân vân, được chưa ạ? Rất là chuyên nghiệp. Mà tôi có học viên làm video là toàn mấy triệu view hết, 6-7 triệu view, rất kinh khủng. Mà làm rất là dễ. Sàn Shopee, rồi sàn Tiki, sàn Lazada, vân vân, đúng không? Có làm không, nếu mà có làm thì như nào, kế hoạch như nào, vân vân. Kênh Zalo cũng thế. Thì kênh Zalo thì cũng có Zalo cá nhân, Zalo hội nhóm, Zalo OA, và gửi tin nhắn, Zalo dạng là NST, Zalo Notification cho khách hàng, Zalo Ads chạy quảng cáo trả phí.
nhưng mà Zalo Ads thì chạy quảng cáo rất là kém, tôi chạy toàn lỗ thôi, không ăn thua, có lượt click nhưng không ăn thua. Zalo thì hầu như các bạn có thể chạy vào nhóm để nhắn tin và chạy vào kết bạn cá nhân để nhắn tin. Đấy, là tốt nhất. Thực sự là Zalo là chỉ như vậy thôi. Còn đâu thì Zalo thì nếu mà chạy ad không ăn thua. Rồi, kế hoạch công việc cho từng kênh như thế nào nhá, từng kênh như thế nào, KPI cụ thể, chi phí người làm rồi thì các cái mục tiêu cần đạt được. Đấy, các bạn viết ra. Làm media bao gồm chụp ảnh, quay video. Bây giờ là quay video rất là quan trọng, bởi vì TikTok này, Facebook Reels này, YouTube Short này đều là các dạng video ngắn, và các nền tảng video ngắn đang cực kỳ lên ngôi và lượt xem rất là lớn, đúng không? Đó. Thì mình tự quay, tự thuê, tự biên tập đó. Đó, đi học để làm, hoặc là cũng có thể thuê ngoài. Đó, thì thuê ngoài thì phải kiểm soát rất là kỹ về chi phí, về cái cam kết đầu ra. Rồi, doanh số phân bổ, phân bổ theo kênh, theo tháng, phân bổ theo phương thức thanh toán, phân bổ theo các cái thời gian vân vân. Các phần mềm hỗ trợ, ví dụ như phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý fanpage, phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo, phần mềm bọc via, phần mềm bọc link cho Facebook, đúng không, cho TikTok. Đấy, rồi thì các cái nghiên cứu các cái phần mềm hỗ trợ cho TikTok như là phần mềm biên tập video, CapCut hay là Adobe Premiere Video vân vân. Đó. Và đặt ra các câu hỏi hết sức là stupid, đấy là nếu như tất cả các kênh mà chúng ta đặt ra mà đều không hiệu quả như dự kiến thì sao? Thì chúng ta phải có phương án dự phòng, đúng không? Đấy, thế còn cửa hàng, chúng ta có mở chuỗi hay không, có mở cửa hàng hay không? À, nếu có thì các cái cửa hàng tiêu chuẩn là gì, đúng không? Ví dụ như là vị trí, diện tích, con phố, khu vực, mấy mặt tiền, thiết kế như thế nào, nhận diện ra làm sao, đầu tư bao nhiêu tiền, vân vân. Chi phí cho một cửa hàng là bao nhiêu, chúng ta bóc tách rất kỹ ra, bao gồm máy móc, phần mềm, bàn ghế, biển hiệu, camera, người trông xe, nhân sự, hàng hóa tối thiểu, hàng hóa lưu kho. Đấy, sau đó là phải cho nó hoạt động nữa, chứ không phải là cứ mở cái là có ngay, sống được ngay, đúng không? Thời gian thi công là bao nhiêu ngày, hợp đồng thuê nhà, mặt bằng thuê nhà cũng cần phải hết sức cẩn thận, nếu không là bị lật kèo, đang bán tốt là bị đuổi ra ngoài đường. Đơn vị thi công có thể là lựa chọn mua một số những cái đồ cũ cho nó rẻ đó, nhá. Ở chương trình marketing tại điểm bán nó gọi là trade marketing ấy, giảm giá, khuyến mại, tặng quà, tích điểm. Rồi thì ví dụ như tôi có một khách hàng họ làm mỹ phẩm nhá, thì họ bán mỹ phẩm bằng cách là họ mở ra một cái spa, là bây giờ khách mua cái mỹ phẩm đó thì sẽ được đến cái spa đấy dùng massage mặt rồi chăm sóc mặt cơ bản bằng cái mỹ phẩm đó và hoàn toàn miễn phí. Thế thì khách hàng đằng nào cũng phải đi spa, đằng nào cũng phải mua mỹ phẩm, thế thì họ sẽ mua mỹ phẩm và họ đến đây spa. Một số spa khác thì này làm spa và tặng mỹ phẩm, kiểu kiểu như đấy. Thì đấy là gọi là những cái chương trình phễu bán hàng, tạo đường dẫn cho sản phẩm, tạo đường dẫn cho khách hàng, đúng không? Tính điểm hòa vốn cho từng điểm bán hoặc cho chuỗi. Đấy, xây dựng các quy trình bán hàng tiêu chuẩn cho nhân viên vân vân. Rồi lên kế hoạch lương thưởng, tuyển dụng, đào tạo cũng mệt mỏi phết, không dễ đâu. Đấy, có làm nhượng quyền hay không, có phát triển chuỗi hay không. Đấy, và nếu mà nhượng quyền phát triển chuỗi thì chúng ta cũng sử dụng các kênh online để tuyển thôi. Đấy, hầu như là bây giờ rất nhiều chuỗi chỉ có 1-2 cửa hàng đã nhượng rồi, nhượng không đồng. Đấy, nhượng như thế nào, quy trình nhượng như nào, viết hợp đồng ra làm sao thì các bạn cũng liên hệ với tôi tư vấn cho các bạn. Các bạn sẽ thấy là tôi cái gì tư vấn, đúng không? Nhưng mà thực ra nếu mà các bạn biết về học vấn của tôi thì các bạn sẽ thấy là tôi tư vấn những thứ mà tôi rất có kinh nghiệm. Tôi có 2 bằng đạo luật, nên là tôi tư vấn về phát triển chuỗi và xây dựng thương hiệu tất tần tật như thế là rất chuẩn, về mặt pháp lý rất chuẩn. Đấy là tôi nói thế để các bạn nghe, để các bạn biết là không phải cái gì ông này ông ấy cũng cứ bảo thuê tư vấn mà thế tóm lại là ông ấy làm cái gì. Đúng không ạ? Luật tôi có 2 bằng luật, 5 năm rưỡi học trường luật nhá. Thiết kế đồ họa tôi thiết kế cũng rất là đẹp, gu thẩm mỹ rất đẹp, tôi đã từng chụp ảnh đạt giải nhiếp ảnh quốc tế đàng hoàng, chẳng qua tôi không theo nghề thôi, nên vẫn chia sẻ tâm sự với các bạn như thế. Thiết kế logo bây giờ thì thỉnh thoảng có khách thì tôi thiết kế rất nhanh và rất đẹp.
Ok, tiếp tục nha, đến cái nhánh tiếp theo màu cam là về nhân sự đúng không? Đấy, nhân sự thì chúng ta tuyển dụng theo tiếp cận công việc. Đấy, như thế nào, tuyển bao nhiêu vị trí, số lượng. Trước đây thì tôi có đi tuyển cho một công ty mỹ phẩm thì họ đưa ra những yêu cầu rất là khắt khe mà lương thì lại trả thấp, nên tuyển mãi không tuyển được, tốn rất nhiều tiền cũng không tuyển được. Đấy, chúng ta đặt hàng sản xuất và kiểm tra sản phẩm. Đấy, nhân viên quảng cáo, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc nhà, nhân viên chốt đơn, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên sản xuất media bao gồm quay phim, chụp ảnh, vân vân. Các yêu cầu mô tả công việc của nhân sự, cách tính lương. Ví dụ như là đây tôi có thể mở cho các bạn một cái tính lương 3P. Lương 3P rồi. Đây là một cái bản kế hoạch gửi cho khách hàng. Đấy. Các cái KPI lương 3P làm như nào cho vị trí giám đốc marketing đó, hay giám đốc kinh doanh hay là nhân viên. Tôi làm theo công thức lương 3P rất là chi tiết. Tôi làm được hết. Tất cả này đều tôi làm cho khách hàng của tôi. Rồi, các yêu cầu về kỹ năng như là máy tính, tin học, văn phòng, vân vân. Kênh tuyển dụng, hợp đồng lao động, chi phí tuyển dụng, lịch trình làm việc, cách thức chấm công, khi nào sa thải, khi nào tuyển người, vân vân. Chương trình đào tạo nhân sự, nội dung đào tạo, thời lượng, slide phải có hết nha, chứ không phải đến lúc đấy mình mới làm mới có thì chết. Phải chuẩn bị hước hoặc là phải có người có sẵn cho mình. Rồi, có chính sách lương thưởng 3P như tôi vừa làm đấy. Về cổ đông thì sao, muốn góp vốn với ai, góp vốn như thế nào. Đấy. Và phải có cơ chế góp vốn, có hợp đồng rất là rõ ràng ra, phân phân chia công việc nhá. Đấy. Cổ đông nhận lương, nhận thưởng như thế nào đó, phân chia quyền vụ ra, quy định về mặt pháp lý ra. Đấy. Các mẫu báo cáo, rồi thời gian báo cáo. Đấy. Tiền đóng góp của cổ đông như thế nào, vân vân. Đấy. Vay mượn như thế nào phải rất là rõ ràng ra. Đấy. Tiền nó bạc mà. Cổ đông cứ anh em cứ ơi làm đi coi là vỡ mồm ngay. Đấy. Rất là kỹ nha, tôi hướng dẫn các bạn cực kỳ kỹ luôn. Đấy, rồi phải có người kiểm soát, tiền năm phải có người kiểm soát. Chi tiêu một đồng ra phải biết, chứ không cứ tùm lum hết cả lên. Đấy, có thành lập công ty hay không? Đấy, hoặc là tự kinh doanh cá thể hay là một team khởi nghiệp chưa mở công ty. Vì sao chưa mở? Vì chi phí chẳng hạn đúng không? Đấy, công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn. Đấy, số lượng cổ đông là bao nhiêu người, vai trò của các cổ đông, điều lệ của công ty. Đấy, cái này thì các bạn sẽ thuê một công ty, thuê công ty về luật, nó sẽ làm cho các bạn 2-3 triệu là xong thôi. Đấy, nếu không thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn được đó. Tiếp theo là mục số 5 là vốn và dòng tiền, rất là quan trọng đúng không? Vốn tối thiểu này. Đấy, mình phải xác định các nguồn vốn, vốn tự có, vốn đi vay, vốn dự trù, vốn đầu tư tối thiểu, vốn cổ đông đóng góp. Đấy. Điểm hòa vốn. Đấy. Tính điểm hòa vốn thì ta đã tính rồi. Đấy. Nhưng mà ta sẽ làm chi tiết này. Đấy. Bao giờ bao lâu thì hòa vốn, lộ trình doanh số, tính điểm hòa vốn vân vân. Đấy. Theo ngày, theo giờ. Đấy. Báo cáo doanh số, bán hàng, đặt mục tiêu ra hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Nhá. Theo sản phẩm, theo dòng hàng, theo kênh. Đấy. Số tài khoản thôi không nhận, không nói gì cả. Thuế và các vấn đề liên quan đến thuế, chúng ta phải nộp thuế. Rồi nhập khẩu thì chúng ta phải thông quan, hải quan, vân vân. Chúng ta phải có đơn vị làm forwarder cho chúng ta. Dòng tiền lưu chuyển thì chúng ta phải tính, nếu không là chúng ta bị đứt dòng tiền, gãy dòng tiền đúng không? Chuẩn bị dòng tiền khi tăng doanh số, quản lý tài chính, quản lý thất thoát như thế nào, các nguy cơ, các giải pháp, các quy định là gì, phần mềm quản lý như nào, đánh giá về các rủi ro trong kinh doanh, liệt kê các chi phí ra, chi phí ban đầu, chi phí hàng tháng, chi phí biến đổi, chi phí cố định vân vân đúng không, và thể hiện trên Excel và trên dòng tiền. Đây là cái bảng quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh, mình nhìn thấy được cái khả năng sinh lời của nó, mà nó phải là con số thật. Rồi tiếp theo đấy là mục số 6 là chúng ta sẽ phân tích thị trường.
Thì đây tôi đưa cho các bạn rất nhiều các mô hình phân tích như là mô hình pastel, mô hình SWOT. Đó, các bạn sẽ tự nghiên cứu thêm, được chưa? Mô hình phân tích gap là phân tích khoảng trống thị trường, tìm ra khoảng trống của thị trường, ước lượng dung lượng thị trường, phân tích rủi ro, hay phân tích ăn sóp, rồi phân tích 4C, 4P, rồi 4S, vân vân. Các cái rủi ro xảy ra là gì? Nha. Phân tích các yếu tố dẫn đến sự thành công. Thành công dựa trên những yếu tố nào? Thất bại thì dựa trên những yếu tố nào? Và làm thế nào để khắc phục được những nguyên nhân thất bại? Phân tích về đối thủ. Chúng ta chọn ra những cái đối thủ gần đây nhất để làm. Tương đồng với mình về mặt quy mô, về mặt sản phẩm, về mặt giá thành. Phân tích về sản phẩm của đối thủ vân vân, kênh bán, quy mô, cách thức làm. Đó. Và mục số 7 là bán hàng và chăm sóc khách hàng. Các cái file quy trình chăm sóc khách hàng phải viết ra nhá. Có file có kịch bản chốt đơn, có file có kịch bản được đào tạo rất cẩn thận, xác định tỷ lệ chốt đơn đàng hoàng, các KPI cụ thể ở đây ra, thưởng phạt cho nhân viên chốt đơn, các chương trình chăm sóc khách hàng mua buôn, chăm sóc khách hàng mua lẻ phải viết ra. Ví dụ như là chăm sóc khách hàng mua buôn như thế nào, chính sách cho khách hàng VIP có mấy loại VIP, VIP 1, VIP 2 là gì, tần suất chăm sóc khách hàng, giá trị chăm sóc khách hàng, công cụ chăm sóc khách hàng, đấy, tặng quà sinh nhật, tặng quà các thứ, đúng không? Đơn vị giao vận bán lẻ nếu có, đơn vị giao vận bán buôn nếu có. Đấy. Và cuối cùng là chúng ta lập kế hoạch hành động hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng. Đấy. Phải lập ra các bản Excel hoặc là các cái bản mind map như thế này, hoặc là các bản là project manager, tức là quản trị dự án. Đấy. Bao gồm là 5W2H, đúng không? Ai ở đâu, cái gì, như nào, bao giờ, bao tiền. Khối lượng công việc cần hoàn thành, chất lượng cần hoàn thành từng ngày từng giờ, phân bổ ngân sách, các dòng tiền vân vân. Có các file Excel phục vụ cho công việc và các phần mềm hỗ trợ cho công việc. Thảo luận kỹ lưỡng với đồng nghiệp và người góp vốn hoặc là thuê chuyên gia tư vấn. Người Việt thì kinh doanh rất là ít khi thuê chuyên gia tư vấn, thì đây cũng là một cái mà các bạn cũng cần phải rút kinh nghiệm. Nếu các bạn có điều kiện thì nên thuê tư vấn, giảm được rủi ro kinh doanh cho các bạn rất nhiều. Đấy, ví dụ bạn nhập hàng về không bán được thì bạn mất đi cơ hội, bạn mất tiền, mất lòng tin, mất thời gian, rất nhiều cái mất. Nhưng mà nếu mà bạn hỏi những người có kinh nghiệm, họ đã chỉ cho bạn con đường là giảm được cái rủi ro cho bạn, thậm chí là tăng được cái tỷ lệ thành công lên rất cao. Đó. Và chúng ta phải xác định là những việc cần làm trước, cần làm sau, đúng không ạ? Ví dụ như có hàng hóa rồi thì phải chụp ảnh sản phẩm, làm catalog, in túi danh thiếp, hướng dẫn sử dụng, làm website vân vân, lưu kho, lưu vãi, đúng không ạ? Thiết lập các chiến lược về giá, đó, định giá cho nó chuẩn, định giá cao thì còn có thể giảm, nhưng định giá giảm thì không thể tăng được. Chọn kênh bán, các kênh online, offline như nào, kênh gì, tập trung vào chi tiết, cụ thể nhé, tưởng tượng ra rất chi tiết, và cái gì không biết thì hỏi tôi, được chưa ạ? Đó, tuyển dụng nhân sự, số lượng nhân viên, mức lương, mức thưởng, cách thức tuyển. Tuyển người bây giờ cũng không dễ, bởi vì mọi người bán hàng online hết rồi, mọi người đi chạy Grab hết rồi. Đấy. Xác định một số các cái khoản chi phí hoạt động nhập hàng, bán hàng, quảng cáo ban đầu và dòng tiền. Đấy. Xác định dòng tiền nữa. Ok nha. Thì tôi viết là tôi trình bày nó hơi vắn tắt một chút, bởi vì là cũng cũng cái bảng này tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Đấy. Thì là tôi viết là vắn tắt như vậy. Quan trọng là các bạn phải tải cái file mind map này về, bao gồm cả file PDF và file Word. File Word là bạn đã sửa ra, sau đó dựa trên những cái đề mục tôi hướng dẫn là bạn viết cái nội dung của bạn vào đó. Các bạn viết cái nội dung của mình vào đó và các bạn xử lý. Cái gì không biết viết thì hỏi, thì thuê. Cái gì không biết làm thì học. Ví dụ như web không biết làm thì thuê làm. Không biết chạy quảng cáo, thuê chạy quảng cáo, hoặc là học chạy quảng cáo. Không biết làm TikTok thì học làm TikTok. Đó, kiểu như thế. Mình có tiền, mình có ý tưởng kinh doanh, mình có nguồn hàng, nhưng mà mình phải làm hết sức cẩn thận. Bởi vì mình thua ấy là mình mất tiền, mất đi thể diện, rồi người khác nhìn mình năng lực rất là kém, rất là yếu, và mình cảm giác rất là nhột, rất là khó chịu, có phần là thất vọng, ê chề, đúng không ạ? Đây là cái kế hoạch kinh doanh marketing bán hàng trong lĩnh vực mỹ phẩm các bạn nhé.
Vâng. Các bạn thấy không ạ? Rất dài, rất kinh khủng, rất chi tiết. Nếu mà cái này xuất ra file Word nó hai mấy trang đấy ạ. Vâng. Ok. À, đây là viết bởi Phan Anh à, vào tháng 9. À, đây là tháng 9 năm 2022. À, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Bây giờ là 23 giờ đêm, các bạn có nhìn thấy trên trên góc này. Vâng. Website của tôi là pamarketing.vn. Email của tôi là phananhonline@gmail.com. Các bạn có thể mua file, xin file, mua tư vấn, mua các gói tư vấn dịch vụ của tôi, mua các khóa học của tôi nhá, thì tôi đều có tư vấn cho các bạn. Các bạn xem như này các bạn sẽ biết được là cái chất lượng, cái độ sâu, cái mức độ chính xác cho cái lĩnh vực của mình như thế nào. À, số điện thoại hoặc là Zalo là 0989 623 858. À, được chưa ạ? Các bạn gọi điện hoặc nhắn tin, SMS, iMessage hoặc là Zalo đều được. Đấy, tôi cũng là giảng viên đại học khoa thương mại điện tử, trường đại học thương mại. Đấy, các bạn có thể search Facebook, địa chỉ là Phan Anh Online, hoặc là chị facebook.com/phananhonline, Nguyễn Phan Anh ấy. Và kênh YouTube các bạn cũng xem ở địa chỉ là youtube.com/pamarketing, hoặc là tìm trên Google là trang pamarketing.vn. Đấy là cái phần thông tin của tôi. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Cũng muộn rồi, xin chúc các bạn có những cái bài học, có được cái kinh nghiệm nào đó giúp cho cái công việc kinh doanh của mình trở nên tốt hơn. Và nếu như các bạn gặp khó khăn hay các bạn cần sự trợ giúp, cần sự tư vấn thì hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ trả lời email, trả lời tin nhắn hoặc là nghe điện thoại của bạn. Và cái gì miễn phí được thì tôi sẽ gửi tặng, cái gì không miễn phí được thì tôi sẽ báo giá. Tôi rất là đàng hoàng và tôi tin rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái trao đổi với nhau và học tập lẫn nhau. Xin chào.